Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây phần chân sạc, chân sạc pin của điện thoại Oppo Reno 6Z 5G. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc pin của điện thoại Oppo Reno 6Z 5G lỗi hỏng, sạc pin lúc được lúc không, chập chờn, cầm địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên máy nói chung và phần chân sạc của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Chúng tôi sẽ chuyển chân sạc đến tận quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn.